Xin chào các bác nha. Đây là tôi chuẩn bị đóng hàng bột trầm cho khách hàng đây. Ở đây cái bột trầm loại 650 đâu em nhỉ? Đưa cho anh mấy hộp nào. Ở đấy đấy, đúng không? 650. Đâu? Đây à? Đấy không phải. Đây là loại 1 triệu 2. Hết à? 650 hết à? Đây, tôi đang đóng túi cho khách này. Túi này là nửa cân này các bác này. Đấy lên đấy là 450. Ghi vào đi. Đây là bột trầm. Còn có 3 hộp 1 triệu 2 một một nạng này. Các bác nhá. 3 hộp 1 triệu 2. Nếu mà các bác lấy thì đang được giảm xuống còn 950. Đây là đây là bột hoàng đán đấy. Đây là cái trầm 450 này, trầm loại 450. Nghe bộ loại 650 thì giảm còn 500. Đây là bột bột trầm với bột hoàng đán tôi đóng chuẩn bị đóng cho khách. Đó thì các bác nào mà có nhu cầu lấy bột về xông. Bột này thơm, đây tôi đang xông ở quán này. Bột trầm đấy. Tôi chỉ dùng cái hàng 650 thôi. Nhưng mà nó cũng rất là thơm rồi. Đây, hàng này hàng 650. Nóng lắm. Cái lò điện này, xông cái lò điện này rất là dôi, là tiết kiệm với các bác nhé. Và nó nóng lâu nó được lâu lắm. Nó nóng rát lên này, nó thơm phức luôn. Thơm ngọt như mùi sữa vậy. Các bác đang ở trong phòng kín, điều hòa các bác xông cái lò điện này thì rất là dễ chịu. Đi từ ngoài vào ngửi cái mùi trầm nó thơm. Thơm phức luôn, thơm khắp cả căn phòng. Các bác xông ở đây nhưng mà gió nó bay sang chỗ khác, nó đưa tinh dầu đi rất là xa các bác nhé. Ngồi gần đây không ngửi mùi gì. Nhưng mà đi từ ngoài cửa vào thì sẽ ngửi mùi trầm ngay các bác ạ. Hoặc là ngửi cái nắp, các bác ngửi cái nắp này. Đó. Thơm. Bột hoàng đàn, bột trầm. Đóng, chuẩn bị đóng cho khách đây. Loại nào cũng thơm nhau nhé. 450, 650. 650 thì đang được giảm còn 500 đấy. Một nạng này. Đây, cái bột 650 này. Tôi đang dùng cái nọ này gần hết rồi. Dùng một nọ là trong vòng một tháng, khoảng một tháng các bạn nhé. À, dùng trong vòng khoảng một tháng. Liên tục. Mỗi lần dùng chỉ một xìa cà phê thôi. Nếu mà làm bột nồi điện, còn nếu các bác đốt thì nó sẽ tốn hơn. Như này cho vào cái nư nư đồng hoặc là nư nư sứ đấy, đốt muối, nó muối thì nó sẽ tốn hơn các bạn. Bột hoàng đàn này đốt cũng rất là thơm. Rồi, xin chào các bác, cảm ơn các bác đã xem clip của Mộc Hưng Shop. Chúc các bác sức khỏe, thành công. Xin chào.